trong vui lên nào anh em ơi. Tập 7 lên sóng tối nay 29 tháng 7, sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại khiến gia đình lục đục, Thắng, Tiến và Hưng vẫn quyết tâm làm lại từ đầu để chứng minh giá trị bản thân với mọi người. Thấy dược liệu trồng không tiêu thụ được, cả ba đã nghĩ ra cách tự làm sản phẩm dược liệu thủ công để bán kiếm tiền. Bao chuyện xảy ra, bao lần khởi nghiệp thất bại nhưng giữa lúc không biết làm gì sau thất bại, bộ ba Thắng, Tiến, Hưng lại khởi nghiệp lần nữa. Lần này, có vẻ như bộ ba chế tạo bánh xà phòng hữu cơ, sản phẩm có thể kết hợp ưu điểm của cả ba, Thắng giỏi hóa học, Tiến giỏi quảng cáo, bán hàng. Tiến vừa mở miệng định nói, tao có linh cảm lần này, thì đã bị hai cậu bạn chặn họng không cho nói. Vì lần nào mày linh, cả đội cũng quay ra cảm hết. Có vẻ như khâu pha chế sản phẩm được Thắng thực hiện rất chuẩn chỉ, tuân thủ công thức nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong lúc đang dở tay pha chế, Thắng lại phải chạy đi nghe điện thoại, giao lại việc cho Hưng, Tiến. Ở một diễn biến khác, bà Thoa, mẹ Thắng, than thở với bà của Hưng, cháu Thắng sang bên này có phiền gì bà không ạ? Con gửi bà tiền đi chợ, bà nấu cho cháu ăn với ạ, bà cầm con mới yên tâm được, cũng chẳng đáng là bao. Cháu Thắng sang bên này, nếu có chuyện gì bà báo cho con một câu với, ai đời có con mà chẳng biết nó sống như thế nào. Bà Hưng không nhận, cho rằng ba thằng tự lo cho nhau được. Bà khuyên mẹ Thắng không nên kè kè con như trẻ lên ba. Tuy nhiên, bà cũng không nỡ từ chối khi mẹ Thắng nói ra nỗi lòng của người là mẹ. Mẹ Thắng chỉ muốn thêm chút tiền mua thức ăn, bà cũng muốn nhờ bà Hưng ở đây có chuyện gì thì báo giúp bà một câu. Cũng trong tập này, Nhung giúp Thắng vạch trần bộ mặt giả dối của người yêu cũ. Dù sao anh Thắng cũng gỡ được một cặp sừng, không đáng để ăn mừng à. Các anh có nhớ những mối tình trước của anh Thắng không? Anh ấy cứ chia tay em nào là em đấy đi lấy chồng. Em nghĩ ra nghề tay trái cho anh Thắng, cô nào muốn làm quen phải trả 5 triệu trên tuần, có khi khối cô đăng ký đấy, Nhung nói với Tiến và Hưng. Thắng ngồi bàn khác nghe thấy nên hét lớn, tôi là trò đùa của các người à. Thắng tức giận đến đỉnh điểm quát lớn rồi bỏ đi. Trong khi Tiến, Hưng định đuổi theo thì Nhung lại tỏ ra là một người hiểu tâm lý. Cô khuyên hai anh bạn nên để Thắng một mình lúc này. Mời quý vị đón xem tập 7 phim Vui lên nào anh em ơi sẽ được phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ Hai 29 tháng 7 trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.